kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chào Ngày Mới của Truyền hình Nhân dân. Chúc quý vị có những ngày cuối tuần vui vẻ và an toàn trong phòng chống dịch bệnh. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Nhằm ghi nhận những đóng góp của đội ngũ y bác sĩ cũng như các lực lượng trong công tác phòng chống dịch COVID-19, vào chiều ngày 15 tháng 1, tỉnh Lào Cai đã tổ chức tuyên dương gần 170 tập thể cá nhân là lực lượng tuyến đầu công tác trong phòng chống dịch. Năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn thách thức do những diễn biến của dịch COVID-19, tuy nhiên với sự quyết liệt đoàn kết thống nhất, tỉnh Lào Cai đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân tham gia tích cực vào công tác phòng chống dịch. Đến thời điểm hiện tại, qua nhiều đợt bùng phát, Lào Cai vẫn kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Trên 96% dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, chưa để trường hợp nào tử vong do COVID-19. Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Lào Cai đã trao bằng khen của Thủ tướng cho 4 tập thể và 2 cá nhân, đồng thời trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 55 tập thể, 101 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Ngày 15 tháng 1, đồn biên phòng cửa khẩu Chim Ma, Lộc Bình, Lạng Sơn phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Tú Mịch, Lộc Bình tổ chức chương trình Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản. Trong không khí chuẩn bị vui xuân đón Tết Nhâm Dần, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Chi Ma cùng với các nhà hảo tâm đã hỗ trợ tặng quà cho 118 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ gia đình tham gia bảo vệ biên giới, tổ chức gian hàng không đồng tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã. Bên cạnh đó, tổ chức khám cấp thuốc miễn phí cho người già, người có hoàn cảnh gia đình khó khăn tại địa phương. Được biết, chương trình Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản được đồn biên phòng Chi Ma Lộc Bình tổ chức đầu tiên trên phạm vi toàn tỉnh. Trong thời gian tới, các đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn ở 21 xã thuộc 5 huyện biên giới sẽ lần lượt tổ chức thăm hỏi tặng quà cho bà con vùng biên, bảo đảm mỗi hộ gia đình chính sách, hộ nghèo đều được đón Tết vui tươi, đầm ấm. Cũng trong ngày 15 tháng 1 tại tỉnh Hải Dương, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Hải Dương đã tổ chức lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhì, tuyên dương doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu năm 2021. Với những cống hiến đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hải Dương, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Hải Dương đã vinh dự được đón nhận huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch nước. 3 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong công tác từ năm 2016 đến năm 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Hội Doanh nghiệp trẻ Hải Dương cũng tôn vinh 3 doanh nhân trẻ lọt top 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp toàn quốc. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương đã trao cờ thi đua bằng khen cho các tập thể doanh nhân tiêu biểu: Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hải Dương cũng trao tặng bằng khen cho nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội. Xây dựng các mô hình giảm nghèo được xác định là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo. Bởi vậy, các địa phương của tỉnh Thanh Hóa đã ưu tiên thực hiện nhiều mô hình giảm nghèo, tạo tiền đề để người dân vượt khó, vươn lên thoát nghèo bền vững. Bản Lửa với 144 nhân khẩu, có những thời điểm tỷ lệ hộ nghèo lên hơn 50%. Để giúp người dân giảm nghèo, khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên đã xây dựng mô hình nuôi ong lấy mật, nuôi rúi cho hơn 30 hộ, đồng thời liên kết với doanh nghiệp miền xuôi đưa nghề đan lát thủ công mỹ nghệ tới bản. Ban quản lý bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên là ưu tiên cho thôn Lửa được nhiều dự án đưa vào cho thôn bản. Bà con cũng nhận thức đúng đắn về là cái chủ trương và cái dự án ưu tiên cho thì nói chung bà con cũng đang duy trì cái dự án đó mà đang phát huy dần. Từ năm 2016 đến nay, có 1.400 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, 222 dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo với hơn 74.000 lượt hộ thụ hưởng tại Thanh Hóa. Các mô hình giảm nghèo đã chuyển từ cho không sang góp vốn đối ứng và luân chuyển vốn. Nhờ đó, nhiều gia đình đã ý thức hơn trong việc phát triển nguồn vốn được hỗ trợ. Giao chỉ tiêu giảm nghèo hàng năm cho các huyện thị, thành phố trên toàn tỉnh, tăng cường các nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia 30A, rồi chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các chương trình khác từ trung ương đến tỉnh, và sử dụng nguồn lực này là phải rất là hiệu quả. Theo kết quả rà soát hộ nghèo giai đoạn 2022-2025, Thanh Hóa còn hơn 66.400 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 6,65% dân số. Tỉnh sẽ tiếp tục triển khai những mô hình giảm nghèo phù hợp với từng địa phương, tập trung vào các mô hình mới có khả năng nhân rộng, từng bước cải thiện đời sống cho người dân.
Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây nên từ đêm qua ngày 15 tháng 1 và ngày hôm nay 16 tháng 1, khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, với tổng lượng mưa phổ biến là từ 30-60mm, có nơi trên 80mm. Từ đêm 16 tháng 1 đến ngày 17 tháng 1, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường, nên khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với tổng lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 100mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, với lượng mưa từ 20-50mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Chiều qua, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với giám đốc công ty Nam Phong và một nữ nhân viên bệnh viện Thủ Đức vì tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại công ty Việt Á, bệnh viện Thủ Đức và công ty Nam Phong. Cơ quan cảnh sát điều tra xác định từ tháng 2 đến tháng 9 năm 2021, Bệnh viện Thủ Đức đã mua kit test do công ty Việt Á sản xuất thông qua công ty Nam Phong với số tiền gần 34 tỷ đồng. Từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 12 năm 2021, Phạm Vũ Phong, giám đốc công ty Nam Phong, đã chi cho Trương Thị Bảo Trân, nhân viên phòng vật tư Bệnh viện Thủ Đức hơn 990 triệu đồng để hợp thức hóa cho hồ sơ chỉ định thầu. Bệnh viện Thủ Đức hướng dẫn công ty Nam Phong làm 3 bảng báo giá do các công ty của người quen Phong đứng tên, sau đó hợp thức hóa thủ tục chỉ định thầu cho công ty Nam Phong, đồng thời nâng đơn giá bán kit test do công ty Việt Á sản xuất để hưởng hoa hồng từ 30-40% trên giá trị hợp đồng, tương đương với số tiền gần 11 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Vũ Phong về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, và khởi tố đối với Trương Thị Bảo Trân về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ. Nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện đang đứng trước tình trạng xe quá khổ, quá tải, chở vật liệu xây dựng lưu thông qua lại bất kể ngày đêm. Điều này không chỉ khiến những tuyến đường này ngày càng xuống cấp mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân. Vậy nhưng việc xử lý vi phạm gần như bị làm ngơ, gây bức xúc cho người dân địa phương. Sống cùng với bụi, ăn cùng bụi, đây là tình trạng mà hàng trăm hộ dân tại thôn 12, xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk phải chịu đựng trong nhiều năm nay. Mặc dù đã dùng mọi cách để chắn bụi, nhưng chỉ sau một ngày, vật dụng trong gia đình anh Trương đều bị đóng bởi một lớp bụi dày. Thì nói chung là do môi trường khí hậu nó không được đảm bảo á, thì nhiều khi điều kiện sống nó mình nó ảnh hưởng về nhiều cái vấn đề sức khỏe. Bụi khủng khiếp lắm, trẻ con ở đây thì toàn viêm mũi dị ứng hết à. Được biết, tại khu vực này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cấp phép cho một số doanh nghiệp khai thác mỏ đá. Các xe tải hạng nặng chở đá chạy với tần suất dày đặc đã gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường. Đáng chú ý, tại tuyến đường nối thành phố Buôn Ma Thuột với huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk, do Tập đoàn Điện lực Đầu tư Xây dựng phục vụ cho việc quản lý, vận hành nhà máy thủy điện Buôn Cốp, nhưng nhiều năm qua, tình trạng xe chở đá lưu thông đã ảnh hưởng lớn đến công tác vận hành hồ đập thủy điện. Khi mà đường xuống cấp thì nó ảnh hưởng nhiều đến cái quá trình đi lại trực ca kíp tại nhà máy và đặc biệt là vận chuyển trang thiết bị để phục vụ công tác phòng chống lụt bão vào mùa mưa rất là khó khăn, ảnh hưởng đến cái an toàn công trình. Cuộc sống bị đảo lộn, hoạt động sản xuất của người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thế nhưng trong suốt một thời gian dài, các cấp chính quyền từ thành phố đến tỉnh vẫn không có phương án xử lý tình trạng này. Chuyển sang các thông tin quốc tế, với sự bùng nổ của đại dịch COVID-19, từ nhiều tuần qua, hơn 330.000 học sinh tại Pháp đã mắc COVID-19, buộc hơn 14.000 lớp học phải đóng cửa sau 2 tuần đi học trở lại. Mặc dù 14.000 lớp học phải đóng cửa chỉ chiếm khoảng 3% tổng số lớp học tại Pháp, nhưng con số này cũng là mức cao nhất được ghi nhận trong các trường học tại Pháp kể từ mùa xuân năm 2020, thời điểm mà đại dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát tại châu Âu. Bộ Giáo dục Pháp nhận định, nguyên nhân chính khiến số lượng lớp học phải đóng cửa gia tăng đột biến là do biến thể Omicron đang bùng nổ dữ dội. Trước lễ Giáng sinh 2021, thời điểm biến thể Omicron chưa lây lan mạnh, con số lớp học phải đóng cửa chỉ ở mức gần 3.000 lớp học. Sau 2 tuần đi học trở lại, đã có trên 25.000 giáo viên ở các cấp học trên toàn nước Pháp buộc phải nghỉ dạy vì COVID-19.
không thể đến trường vì mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng một học sinh ở Đức vẫn có cơ hội tham gia lớp học hàng ngày, giao lưu cùng bạn bè ở trường nhờ phiên bản thế thân là một robot. Con robot thế thân sẽ thay cậu bé Joshua có mặt tại lớp học với cơ chế hoạt động gần giống như những gì người ta vẫn thường làm đối với các lớp học giảng dạy từ xa. Robot gắn camera giúp ghi lại toàn bộ quá trình diễn ra ở lớp học, cũng như các bài giảng của thầy cô, và Joshua sẽ theo dõi lớp học của mình qua máy tính tại nhà kết nối với robot. Khi robot gửi tín hiệu nhấp nháy, tức là khi cậu bé có điều gì đó muốn trình bày với giáo viên hoặc các bạn. Phải phẫu thuật mở khí quản khi còn rất nhỏ, Joshua không thể cắp sách đến trường. Dự án Avatar Robot là một sáng kiến tư nhân do hội đồng địa phương ở Berlin chi trả, giúp những đứa trẻ kém may mắn như Joshua có cơ hội học tập như bao bạn bè bình thường khác. Cơ quan hàng không dân dụng Liên bang Mỹ sẽ yêu cầu các hãng khai thác dòng máy bay Boeing 787 cần có biện pháp phòng ngừa bổ sung khi hạ cánh trên đường băng ướt hoặc có tuyết tại các sân bay nơi triển khai dịch vụ mạng Internet không dây mới từ tuần sau. Cơ quan hàng không dân dụng Mỹ FAA thông báo, việc đưa vào sử dụng công nghệ 5G tại các sân bay có thể cản trở động cơ và hệ thống phanh chuyển đổi sang chế độ hạ cánh, khiến máy bay không thể dừng lại trên đường băng. FAA yêu cầu các phi hành đoàn nhận thức được những rủi ro này và áp dụng các biện pháp an toàn cụ thể khi hạ cánh trên những đường bay. FAA cấm các nhà khai thác sử dụng dòng máy bay Boeing 787 tại các sân bay có triển khai mạng 5G khi chức năng phanh và chống trượt nào đó của máy bay không hoạt động. Ước tính yêu cầu này sẽ ảnh hưởng đến 137 máy bay tại Mỹ và 1.010 máy bay trên toàn thế giới. Cách đây gần 3 năm, nhà thờ Đức Bà Paris, biểu tượng của thủ đô Paris hoa lệ, đã bị nhấn chìm trong bão lửa, khiến không chỉ người dân Pháp mà cả thế giới đau lòng. Trong khi chờ chính phủ Pháp xây dựng phục hồi lại công trình và mở cửa trở lại vào năm 2024, một công ty khởi nghiệp vừa giới thiệu một tour du lịch thực tế ảo mang đến cho du khách một cách khám phá khác rất chân thực, thú vị và ấn tượng. Dự án tour du lịch thực tế ảo nhà thờ Đức Bà Paris giúp du khách được tương tác trực tiếp vào không gian thực tế, đắm chìm trong một chuyến đi hoàn chỉnh kéo dài 45 phút với các hiệu ứng hình ảnh và âm thanh sống động. Du khách như được tương tác trực tiếp vào không gian thực tế, từ việc xây dựng nhà thờ thời Trung Cổ cách đây 850 năm đến vụ hỏa hoạn khiến cho trái tim nước Pháp gục ngã vào tháng 4 năm 2019. Đáng chú ý, du khách còn được nghe các nhân vật lịch sử của Pháp như là kiến trúc sư Viollet Le Duc hay cựu Tổng thống Pháp Charles de Gaulle giới thiệu về nhà thờ qua các thời kỳ lịch sử. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý trên các báo số ra ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong khi nhiều động lực tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam suy giảm mạnh trước tác động bất lợi của đại dịch COVID-19, thì dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI có bước phục hồi và tăng trưởng ngoạn mục, đóng góp quan trọng vào mức tăng trưởng dương của tổng sản phẩm nội địa GDP. Bài viết trên báo Nhân dân khẳng định sự phục hồi của dòng vốn FDI đã minh chứng cho những chính sách điều hành kinh tế vĩ mô hiệu quả, cũng như thể hiện sự yên tâm của các nhà đầu tư nước ngoài khi tiếp tục mở rộng đầu tư sản xuất tại Việt Nam. Thưa quý vị, Tổ chức Thương mại Thế giới cho phép các quốc gia thành viên được sử dụng công cụ phòng vệ thương mại để đưa ra những biện pháp ngăn ngừa và hạn chế những hành vi cạnh tranh không công bằng. Những biện pháp này gồm chống bán phá giá, chống trợ cấp và biện pháp tự vệ, được thực hiện thông qua quy trình điều tra kỹ lưỡng. Theo bài viết trên báo Hà Nội mới, trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập sâu rộng, cạnh tranh tăng cao, các biện pháp phòng vệ thương mại là lá chắn bảo vệ lợi ích chính đáng của các ngành sản xuất trong nước. Song bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng, các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng cũng cần chủ động theo dõi tình hình, nắm bắt quy định về các biện pháp phòng vệ thương mại để bảo vệ quyền hợp pháp của mình. Xin được chuyển sang thông tin đáng chú ý trên báo Đại biểu Nhân dân. Thưa quý vị, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành chỉ thị số 01 về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm 2022, trong đó yêu cầu điều hành tín dụng hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế nhưng không chủ quan với rủi ro lạm phát và không nới lỏng điều kiện cấp tín dụng.
Theo đánh giá của nhiều chuyên gia và tổ chức, mặt bằng lãi suất năm 2022 sẽ khó giảm thêm so với cuối năm 2021, thậm chí lãi suất nhiều khả năng sẽ tăng nhẹ trở lại, nhất là trong nửa cuối của năm 2022. Tương tự, trong báo cáo khảo sát điều tra mới đây về tình hình kinh doanh quý 1 năm 2022, các tổ chức tín dụng dự báo mặt bằng lãi suất sẽ được giữ ổn định trong quý 1 này và có thể tăng nhẹ trở lại vào cuối năm 2022. Vào chiều ngày 15 tháng 1 tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã diễn ra hội nghị kết nối tiêu thụ hàng hóa giữa 5 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long với thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Theo thông tin trên báo Sài Gòn Giải Phóng, hầu hết doanh nghiệp, hợp tác xã, lẫn lãnh đạo của 5 tỉnh tham dự hội nghị đều thừa nhận việc nuôi trồng, sản xuất, chế biến còn manh mún, chưa có sự liên kết để cùng phát triển. Do vậy, các doanh nghiệp khu vực đồng bằng sông Cửu Long và sở ngành địa phương cần sự phối hợp, hỗ trợ, tạo chuỗi liên kết để sản phẩm đầu ra không bị thương lái thao túng, phải xây dựng được hệ thống phân phối chính quy, đưa sản phẩm trực tiếp đến nhà bán lẻ. Mặt khác, nhà vườn, doanh nghiệp cần chú trọng đến chất lượng sản phẩm, đặc biệt lưu ý về quy trình trồng trọt, truy xuất nguồn gốc và giá cả hợp lý. Theo ghi nhận của báo Tuổi Trẻ, nhiều chuyến bay và xe khách từ thành phố Hồ Chí Minh đến các tỉnh trong những ngày cận Tết Nguyên đán đã xuất hiện tình trạng hết vé, giá tăng gần gấp đôi. Theo các doanh nghiệp vận tải, nguyên nhân là do thành phố Hồ Chí Minh thành vùng xanh, hành khách cởi bỏ được tâm lý lo sợ ảnh hưởng dịch đến người thân ở quê. Ngoài ra, địa phương cũng nới lỏng giám sát người từ các tỉnh nên nhiều người đổi kế hoạch chọn về quê đón Tết. Các hãng bay cho biết tỷ lệ lấp đầy chuyến bay từ đầu tháng 1 năm 2022 đến nay đã tăng vọt so với tháng 12 năm 2021. Điều này cho thấy nhu cầu đi lại của người dân từ thành phố Hồ Chí Minh về quê ăn Tết sẽ tiếp tục tăng cao, dự kiến vượt quá sự cung ứng của các hãng hàng không nếu không nâng tần suất khai thác trong thời gian tới. Thưa quý vị, tăng cường xã hội hóa nguồn nhân lực y tế, phân loại quản lý F0 tại nhà, nâng cao năng lực điều trị bệnh nhân nặng ở cơ sở y tế, hỗ trợ trước mắt cho nhân viên y tế đang là những giải pháp cấp bách được các tỉnh, thành phố ở miền Đông Nam Bộ triển khai nhằm đáp ứng với công tác phòng chống dịch COVID-19. Trao đổi với báo Quân đội Nhân dân, đại diện lãnh đạo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, để tạo nguồn nhân lực y tế bền vững, sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Quốc hội cần xem xét điều chỉnh các chính sách, chế độ đãi ngộ để thu hút thêm nhân sự về phục vụ trạm y tế, luôn yên tâm cống hiến, sẵn sàng chủ động gắn bó với nghề lâu dài. Quý vị vừa theo dõi những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Còn bây giờ, chương trình Chào Ngày Mới sẽ được tiếp tục với những thông tin hấp dẫn khác cùng với biên tập viên Hoàng Trang. Vâng, xin được cảm ơn biên tập viên Khánh Thư. Trong tiểu mục Điểm đến ngày hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi tới tham quan một địa danh không còn xa lạ đối với rất nhiều du khách trong và ngoài nước, đó chính là Thánh địa Mỹ Sơn. Tuy nhiên, điểm đặc biệt mà ngày hôm nay chúng tôi muốn mời quý vị cùng khám phá đó là điệu múa Apsara, một trong những nét đặc sắc của Mỹ Sơn. Cùng với phố cổ Hội An và Huế, Thánh địa Mỹ Sơn đã tạo nên một cụm ba di sản văn hóa thế giới nổi tiếng giữa lòng miền Trung, trở thành địa điểm du lịch được du khách ghé thăm. Đến với Thánh địa Mỹ Sơn, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những công trình đặc sắc, vẫn còn giữ nguyên những kiến trúc cổ xưa. Thánh điện này là một phức hệ gồm hơn 70 công trình kiến trúc đền tháp của nền văn minh Champa, sừng sững vươn cao nơi núi rừng. Nhiều năm qua, dù thời gian và chiến tranh đã tàn phá nặng nề, nhưng những dấu tích của thời vàng son vẫn làm nên một tình yêu đắm say trong lòng du khách khi lạc bước vào thung lũng này. Theo truyền thuyết, các đền tháp ở Mỹ Sơn là những công trình kiến trúc do các đời vua trị vì xây dựng, là nơi tập trung thể hiện những gì tiêu biểu nhất, tinh hoa nhất, điển hình cho nền kiến trúc nghệ thuật độc đáo thời bấy giờ. Đây cũng từng là nơi tổ chức cúng tế và tập trung các lăng mộ của vương triều Champa. Như khu Thánh địa Mỹ Sơn ở Quảng Nam này thì được xây dựng từ thế kỷ bao nhiêu? Dạ, thưa chị, thì khu đền tháp Mỹ Sơn bắt đầu xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 4 cho đến khoảng cuối thế kỷ thứ 13.
Thì ngày xưa ấy, vào khoảng thời gian là thế kỷ thứ tư, có một vị vua ông đã vào đây và xây dựng nên công trình đầu tiên để thờ vị thần chủ là thần Shiva. Và hưởng ứng theo lời kêu gọi của tổ tiên thì các vị vua tiếp theo, cứ mỗi một ông vua lên ngôi thì lại vào đây và xây dựng hoặc là sửa sang những công trình cũ. Và dần dần thì Mỹ Sơn mới trở thành một quần thể đầy tháp mà chúng ta thấy như ngày hôm nay. Cố kiến trúc sư Kazik là người đã có công lao rất lớn trong việc gia cố và trùng tu công trình mà chúng ta đang đứng đây cũng như những công trình ở ngoài kia. Thì lúc bấy giờ ông đã nói như thế này ạ: người Chăm-pa cổ đã biết gửi tâm linh vào đất và đá, đã biết dựa vào thiên nhiên để xây dựng nên một Mỹ Sơn thâm nghiêm, tráng lệ và hùng vĩ. Đây chính là bảo tàng điêu khắc kiến trúc nghệ thuật vô giá của nhân loại mà còn lâu chúng ta mới hiểu hết được ạ. Khi đến tham quan Mỹ Sơn, du khách sẽ được thưởng thức màn múa Chăm độc đáo, lấy cảm hứng từ chính những tượng đá Apsara ở những bức phù điêu hay tượng bằng sa thạch, hóa thân từ đá thành những vũ điệu mượt mà, uyển chuyển, mềm mại. Ban quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn giới thiệu đến khách tham quan những điệu múa đặc sắc trong chương trình văn nghệ dân gian Chăm tại đây. Quảng Nam là một trong những điểm đến vô cùng hấp dẫn với nhiều di tích, thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam. Dừng chân tại Thánh địa Mỹ Sơn sẽ là một trong những lựa chọn tuyệt vời để hành trình chinh phục Quảng Nam của du khách được trọn vẹn hơn. Thập niên 2010-2020 được Liên Hợp Quốc xác định là thập niên đa dạng sinh học và phục hồi hệ sinh thái vừa khép lại với nỗ lực chung của toàn cầu trong việc thực hiện mục tiêu giảm đáng kể tỷ lệ mất đa dạng sinh học ở cấp độ quốc gia, khu vực và toàn cầu, để góp phần giảm bớt đói nghèo và có lợi cho sự sống trên trái đất. Các quốc gia trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa và có những hành động mạnh mẽ để tăng cường bảo tồn các loài hoang dã, giảm tốc độ suy thoái đa dạng sinh học để gìn giữ cho các thế hệ mai sau. Việt Nam được biết đến là một quốc gia giàu đa dạng sinh học. Theo thống kê, có khoảng 51.400 loài được phát hiện ở Việt Nam. Trong giai đoạn 2010-2020, các nhà khoa học đã phát hiện và mô tả hơn 600 loài động và thực vật mới. Điều này cho thấy thành phần của hệ động thực vật Việt Nam còn chưa được biết hết, cần tiếp tục có những nghiên cứu và phát hiện. Là thành viên của Công ước Đa dạng sinh học, Việt Nam đã có những đóng góp tích cực cho việc thực hiện các mục tiêu của chiến lược toàn cầu về đa dạng sinh học. Công tác bảo tồn loài hoang dã cũng được xác định là nhiệm vụ ưu tiên trong chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học. Tuy nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học cũng còn gặp nhiều thách thức. Chúng ta cũng có rất nhiều khó khăn, ví dụ như là cái áp lực phát triển kinh tế nóng hiện nay thì cũng ảnh hưởng rất nhiều đến đa dạng sinh học của các loài hoang dã. Minh chứng cho thấy rằng là cái chất lượng về hệ sinh thái của chúng ta đang bị suy giảm. Tình trạng mà săn bắt, sử dụng và buôn bán cái động vật hoang dã cũng như là các loài hoang dã hiện nay vẫn diễn ra. Và như vậy thì đối diện với những cái thuận lợi khó khăn như thế thì chúng ta phải có những cái giải pháp đồng bộ. Trong năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 174/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch này bảo đảm tính liên kết tổng thể trên phạm vi từng vùng và toàn quốc, hướng tới kết hợp hài hòa giữa bảo tồn với sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, giảm tối đa mức độ suy thoái, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, thích ứng với biến đổi khí hậu và phục vụ phát triển bền vững. Để làm được điều này, đòi hỏi cần có nguồn lực tổng thể của nhiều bên. Chúng ta có kết quả trong thập niên bảo tồn loài vừa qua đấy, là phần lớn là nhờ sự nỗ lực của cộng đồng dân cư, các nhà khoa học, các tổ chức bảo tồn, bằng những cái hành động thầm lặng, bằng cái sự yêu mến thiên nhiên, họ quyết tâm họ bảo vệ, thì cái kết quả trong cái giai đoạn vừa qua thực tế cho thấy đó là một trách nhiệm chung và cần phải được phát huy nhân rộng. Để ghi nhận những nỗ lực trong công tác bảo tồn các loài động vật hoang dã và đa dạng sinh học giai đoạn 2010-2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức lễ vinh danh các tổ chức cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác bảo tồn loài hoang dã. Qua đó, nâng cao hơn nữa nhận thức của cộng đồng trong nỗ lực bảo vệ và phục hồi các giá trị đa dạng sinh học, đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia và các mục tiêu thiên niên kỷ. Thank you.
Thưa quý vị, trong tiểu mục Sống đẹp ngày hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị những gương thanh niên trẻ có những hành động rất đáng được tôn vinh. Như việc một chàng trai đã quên đi đớn đau bệnh tật để tiếp tục công việc thiện nguyện, hay những bác sĩ trẻ xông pha vào trận chiến chống dịch. Họ đã viết lên những câu chuyện truyền cảm hứng trong xã hội và được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao giải thưởng Thanh niên Sống đẹp. Câu lạc bộ xe bán tải Việt Nam có một thành viên đặc biệt. 5 năm trước, anh Nguyễn Xuân Hoàn biết tin mình mắc ung thư vòm họng rồi tiếp tục di căn xuống phổi. Nhưng điều đó không ngăn cản anh dừng bước với công việc thiện nguyện. Dịch Covid-19 cũng là lúc anh Hoàn và câu lạc bộ hoạt động hết công suất. Có ngày buổi sáng anh đến bệnh viện điều trị, buổi chiều lên đường chi viện cho các khu phong tỏa, hỗ trợ các lực lượng chống dịch. Ung thư những ngày đầu tiên mình phát hiện ra, thế là mình cũng buồn nhưng mà vẫn tiếp tục điều trị thôi. Mình vẫn sức khỏe, vẫn đảm bảo và mình vẫn tham gia cùng anh em. Cuối tháng 7 năm 2021, dịch Covid-19 căng thẳng tại thành phố Hồ Chí Minh. Cũng là lúc bác sĩ Đỗ Phạm Nguyệt Thanh được biệt phái tới hỗ trợ trung tâm cấp cứu 115. Áp lực rất lớn với nhóm trực tổng đài khi phải tiếp nhận 5 đến 6.000 cuộc gọi mỗi ngày, phải khẩn trương điều phối bệnh nhân và đưa ra hướng dẫn chuẩn xác. Em biết là bệnh nhân rất là cần và không có những người cấp cứu ban đầu như tụi em thì bệnh nhân cũng không thể nào vượt qua để trực chuyển tới bệnh viện. Trong cái thời điểm đó là mình muốn tự bản thân mình hứa mình sẽ ở lại thành phố để đi chống dịch. Nên là ai có gọi gì đó, ví dụ như là đi ra các con hẻm để lấy mẫu, hay là hỗ trợ người dân đi chợ, hay là đi phát quà, đi từng các con hẻm, dù là hẻm mà có nhiều ca thì em vẫn sẵn sàng đi. Mình chỉ nghĩ mình là một cái thanh niên để có thể hỗ trợ thành phố. Vòng quay của sự tử tế và sự hành động của cộng đồng vẫn lăn bánh trên mọi nẻo đường, nâng bước chân của những thanh niên Việt Nam đến với mọi miền tổ quốc. Những thanh niên tiêu biểu và đóng góp cho cộng đồng sẽ được ghi nhận và tôn vinh với giải thưởng Thanh niên Sống đẹp do Trung ương Hội Thanh niên Việt Nam phối hợp cùng với công ty TCP Việt Nam trao tặng. Thông qua những thanh niên sống đẹp được nhận giải thưởng hàng năm thì lan tỏa đến cái tinh thần tương thân tương ái, nâng cao được cái nhận thức, cái giá trị sống của thanh niên Việt Nam, cái ý thức và cái khát vọng cống hiến, lập thân, lập nghiệp. 65 thanh niên được tôn vinh là 65 câu chuyện về những việc làm nghĩa cử cao đẹp, tinh thần xung kích không quản ngại khó khăn, cống hiến xây dựng quê hương và bảo vệ Tổ quốc.